Xin chào các anh chị. Hôm nay buổi sáng trên sân thượng đó. Hôm nay mẹ em sẽ chia sẻ cách trồng cải bẹ dún. Đây, mẹ của em đây. Mẹ ơi, mẹ của em. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách mình gieo hạt cải dún nha các bạn. Đây là cho mời các bạn xem, đây là cái bao bì của hạt cải dún nha các bạn. Đó. Đây. Đó. Cái hạt cải dún nè các bạn, mình có thể gieo ở trong thùng thông minh. Nếu các bạn trồng hơi nhiều thì mình gieo trong cái thùng thông minh nha các bạn. Còn mà nếu như mà các bạn mà mình trồng ít một chút xíu á thì mình có thể gieo ở trong cái thùng 5 lít nha các bạn. Đây, mình cho các bạn xem luôn. Đây. Đây là cái thùng 5 lít nha các bạn. Đó. Mình đã gieo hạt thử ở trong này được rồi. Bây giờ là mình bứng ra mình trồng là được. Ví dụ như các bạn trồng ít thì mình có thể gieo trong cái thùng 5 lít này là được rồi các bạn. Nó rất là gọn lẹ luôn nha. Đó. Đó. Còn ở bên đây á là mình gieo một lượt luôn nha các bạn. Mình làm đất đều giống nhau hết luôn á nha. Đó, bây giờ là mình giới thiệu các bạn xem qua, xong rồi là mình sẽ làm đất với phân và gieo hạt nha các bạn. Đó. Bây giờ là trước tiên đây là đất các bạn. Xin mời các bạn xem đất bên này của nhà mình. Đất này của nhà mình á là mình ủ với lại chấu với lại lá cây khô nha các bạn. Đây là những loại lá là mình đã ủ nha các bạn. Nó cũng chưa có hoa hết mấy nhưng mà mình vẫn gieo hạt được nha các bạn. Không cần phải hoa nhuyễn hết mà nó vẫn còn sát lá nha các bạn. Nhưng mà mấy lá này nó đã mùng mục hết rồi. Đó, nó cũng mục tiếp tới. Bây giờ là mình sẽ trộn vô trong này một ít phân nha các bạn. Tại vì cái đất này của mình ủ á là mình không có trộn phân. Mình là chỉ ủ đất thịt nè. Lá cây khô nè, về một ít chấu nha các bạn. Đó. Bây giờ là bắt đầu là mình gieo đây. Mình trộn phân đây. Còn mà nếu mà đất các bạn đã trồng rau qua một hai đợt rồi thì mình không cần phải trộn 4 phần đất một phần phân, là mình chỉ trộn một ít phân vô là mình gieo hạt là được rồi nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ trộn một ít phân vô đây. Bây giờ là mình sẽ trộn đều lên nha các bạn. Tại vì có nhiều bạn hỏi mình đó là tại sao mà gieo hạt cái lúc mà mới lên cây con, cây lên vẫn phát triển tốt nha các bạn, nhưng mà khoảng rau lên được vài lá thật rồi bắt đầu nó sẽ đứng chừng lại đó. Cái đó là cũng là một nguyên do nha các bạn, là các bạn trộn phân với số lượng nó quá ít đó, nên phân nó không đủ để mà làm cho rau mình nó xanh nha các bạn. Nên mình phải muốn cho rau cây con á nó xanh tốt thì mình phải trộn đất với phân từ lúc đầu nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Làm như vậy nó rất là đều nha các bạn. Đó, các bạn thấy đều mà tươi xốp luôn ha. Rất là tốt. Bây giờ là bắt đầu là mình sẽ hốt gieo một ít đất nha các bạn. Đất này là mình đã trộn phân rồi ha. Mình hốt ra một ít. Để một chút nữa là mình khi mình gieo hạt xong á các bạn, là mình sẽ phủ lên. Phủ lên đất mặt nha các bạn. Mình hốt ra một ít. Rồi, các bạn, khi mà mình mà gieo hạt các bạn, các bạn nhớ là mình làm cho đất nó hơi hơi bằng một chút xíu. Mình nén nó hơi bằng một chút xíu. Không phải là mình nén chặt lắm đâu nha các bạn, mình chỉ làm cho có độ bằng đó gì thôi. Để khi mà mình gieo hạt đó các bạn, mình tưới á là cái hạt của mình nó sẽ không có lún xuống bên dưới. Nó sẽ làm cho cái hạt mình nó lâu nảy mầm nha. Rồi. Bây giờ là mình sẽ phủ lên trên một ít phân gà nha các bạn. Đây là con gà hồi nãy mình chừa lại một ít. Mình sẽ phủ lên một ít trên lớp mặt nha các bạn. Mình phủ một ít thôi. Đó.
các bạn biết sao mình phủ như vậy không? Là mình phủ như vậy các bạn, là khi mà cái hạt mà nó đã nảy mầm rồi đó các bạn, nó sẽ đụng cái lớp phân ở bên trên này, là nó sẽ rất là tốt nha. Cái khi mà cái cải nó ra rễ rồi các bạn, nó sẽ lún xuống ở bên dưới, cái rễ nó ở ăn xuống bên dưới, nó sẽ đụng cái lớp phân mà mình trộn đó nha các bạn. Là cái cải của nhà mình lúc nào cũng phát triển luôn, nó sẽ không bị đứng lại nha các bạn. Đó. Có nhiều bạn sợ là nếu mà rảy phân lên như vậy nó dễ làm cho cái cải nó bị úng. Nhưng mà thực sự ra các bạn nhìn thấy cải của nhà mình không? Là mình chỉ gieo một lần một như vậy, không có phải bón thêm phân nữa, mà đợi tới lúc mình bứng cây con ra ngoài mình trồng luôn, không cần phải làm gì hết nữa nha các bạn. Nếu các bạn bón đủ phân giống như của nhà mình. Bắt đầu bây giờ là mình sẽ gieo hạt nha các bạn. Mình sẽ gieo hạt. Để các bạn, bây giờ là mình sẽ gieo hạt ha. Mà các bạn nếu mình gieo mà để mà mình bứng cây con ra mình trồng thì các bạn nên gieo thưa hạt ra một chút. Còn nếu các bạn mà muốn gieo để ăn cải con á thì mình gieo dày cũng vẫn được nha các bạn. Để các bạn, mình sẽ gieo hạt thưa ra ha. Còn mà nếu mà ví dụ như có những lúc mà nó lên dính chùm á các bạn, mình có thể nhổ tỉa bỏ bớt cây con ra cũng không sao hết. Mình gieo thưa như vậy là được rồi các bạn. Đó. Nè các bạn, cái thùng cải bên này 5 lít, bên này là mình làm đất. Và gieo hạt cũng giống thịt dao, giống như là bên thùng này luôn nha các bạn. Đó. Bây giờ là mình sẽ phủ một lớp đất lên. Cái đất này là hồi nãy mình mới vừa hút ra nha các bạn. Đất mà mình trộn phân xong rồi mình hút ra nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ phủ một lớp lên trên đất mặt. Các bạn nên nhớ là mình phủ đừng có phủ đất dày quá, phủ đất nhiều quá nha các bạn. Nếu mình phủ nhiều quá nó cũng làm cho cái hạt mình nó lâu nảy mầm. Nó cái hạt của nó bị lúng bên dưới đó các bạn, nó lâu nảy mầm lắm. Giới thiệu thêm với các bạn, cái cải bên này á, là mình gieo á, từ lúc gieo hạt tới lúc mà cái cải con nó cao cỡ này là được 18 ngày rồi nha các bạn. Cái cải này là lúc này là bắt đầu là mình chuẩn bị là mình bứng ra ngoài mình trồng được rồi nha. Đó. Bây giờ là mình chia sẻ vậy xong rồi bắt đầu bây giờ là mình sẽ tưới nha các bạn. Mình sẽ tưới. Ủa mẹ, cải bẻ dúng nè, giờ mình bứng ra được chưa mẹ? Giờ đã bứng được rồi. À. Đây mẹ mới tưới bên đây. Ồ, mấy thùng đẹp ghê luôn. Bây giờ là mình làm như vậy xong rồi nha các bạn. Cứ là xong là mình các bạn đậy một cái tấm gì lên. Đó, các bạn biết sao không? Mình đậy lên như vậy cho nó giữ ẩm nha, cho cái hạt của mình nó mau nảy mầm hơn. Mình đậy như vậy là trong vòng chừng 2 ngày thôi nha các bạn, là mình sẽ dỡ hẳn ra luôn. Nhưng mà trong thời gian 2 ngày mình đậy như vậy các bạn, là mỗi ngày mình vẫn dỡ ra mình tưới nha các bạn. Mình mở ra mình tưới buổi sáng và buổi chiều. Rồi sau mình đậy lại như vậy 2 ngày là mình sẽ dỡ ra luôn nha các bạn. Đó. Dỡ ra luôn là các bạn kiếm miếng lưới hay gì đó mình phủ lên trên. Nếu vườn của các bạn mà có chim này kia đó, nó bươi á, là mình phải đậy lưới hay gì để nó sẽ bươi rau của mình. Đó. Rồi, bây giờ là mình đã chia sẻ cho các bạn là cách mình gieo hạt cải giống. Mình gieo sao cho cái cây cải con mình nó lên chất lượng nha các bạn. Và mình gieo sao mà từ lúc gieo hạt
tới lúc nhổ cây con ra là mình không cần phải bón phân hay là tưới nước phân gì nha các bạn. Đó, nếu các bạn mà bón phân đủ và tưới nước đúng là rau sẽ chất lượng nha các bạn. Mình xin chào các bạn nha, hẹn các bạn video sau. Dạ, chào các anh chị nha, chúc ngày tốt lành nha, buổi sáng vui vẻ. Bye bye.